Cô mến chào toàn thể các em. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Trần Thị Ly, giáo viên toán hiện đang công tác tại trường Trung học cơ sở Thoại Ngọc Hầu. Cô rất vui vì được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu vào bài học nhé. Bài học ngày hôm nay có tựa đề các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Ở lớp dưới chúng ta đã được biết khi hai đường thẳng cắt nhau thì sẽ tạo ra các cặp góc đối đỉnh kề bù. Vậy nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng thì sẽ tạo ra những loại góc nào? Để trả lời cho câu hỏi này, các em cùng đi vào phần 1 La Mã. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Một nhỏ, góc so le trong, góc đồng vị, góc trong cùng phía. Cô có hình vẽ sau. Trước khi đi vào khái niệm các loại góc, các em hãy cùng cô phân biệt đâu là miền trong, miền ngoài, miền cùng phía và miền khác phía. Cô mời các em cùng theo dõi những hình ảnh sau. Trên hình vẽ ta thấy đường thẳng C cắt hai đường thẳng A và B. Phần nằm bên trong giới hạn hai đường thẳng A và B ta gọi là miền trong. Các góc thuộc miền này gọi là các góc trong. Phần nằm bên ngoài giới hạn hai đường thẳng A và B ta gọi là miền ngoài. Các góc thuộc miền này ta gọi là góc ngoài. Tiếp theo là miền cùng phía so với đường thẳng C về bên trái và miền cùng phía so với đường thẳng C về bên phải. Các góc thuộc một trong hai miền này ta gọi là góc cùng phía. Cuối cùng là hai miền khác phía so với đường thẳng C. Nếu một góc thuộc miền này và một góc thuộc miền kia ta gọi là góc khác phía. Từ đó ta có bảng mô tả các loại góc như sau. Góc so le trong, thuộc miền trong và nằm khác phía so với đường thẳng AB. Từ hình vẽ minh họa ta có được góc A1 và góc B2 là hai góc so le trong. Tiếp theo là góc đồng vị. Từ hình minh họa ta cũng sẽ có được góc A2 và góc B3. Là hai góc đồng vị. Và cuối cùng là góc trong cùng phía. Ta cũng có được góc A3, góc B4 là cặp góc trong cùng phía. Vận dụng những kiến thức vừa học, chúng ta cùng qua phần ví dụ 1 sau đây. Các em hãy quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi của bài. A nhỏ, các cặp góc so le trong. Chúng ta hãy cùng quan sát hình vẽ, nhìn theo những hiệu ứng trên hình vẽ để hình dung cho rõ hơn. Cặp thứ nhất, góc D1 và góc C4. Góc C3 và góc D2. Chúng ta cùng qua phần B nhỏ, các cặp góc đồng vị. Cặp thứ nhất, góc C1 và góc D2, góc C2 và góc D1, góc C3 và góc D4, góc C4 và góc D3. Câu C, cặp góc trong cùng phía. Góc C4 và góc D2, góc C3 và góc D1.
Chúng ta cùng làm tiếp ví dụ thứ hai. Các em hãy bấm dừng lại để đọc kỹ ví dụ, vẽ hình và tập và thực hiện. Sau đó đối chiếu với kết quả của cô. Và đây là kết quả của cô. Câu A. Câu B. Câu C. Và câu D. Qua quá trình luyện tập ở trên, chúng ta rút ra được nhận xét như sau. Khi một đường thẳng cắt hai đường thẳng thì sẽ tạo ra hai cặp góc so le trong, bốn cặp góc đồng vị và hai cặp góc trong cùng phía. Trước khi qua phần tiếp theo, cô mời các em cùng thực hiện hoạt động sau. Các em cùng quan sát đề bài. Cho hình vẽ sau, biết góc A4 bằng góc B2 và bằng 40 độ. Hãy tính và so sánh các cặp góc ở vị trí đồng vị và cặp góc so le trong còn lại. Để trả lời được câu hỏi này, các em phải tính được tất cả những góc còn lại ở trong hình vẽ. Ví dụ tại đỉnh A, các em phải tính được góc A1, góc A2, góc A3. Tại đỉnh B, các em phải tính được góc B1, góc B3 và góc B4. Quan sát hình vẽ, các em thấy được những góc còn lại sẽ có mối quan hệ đối đỉnh hoặc kề bù so với hai góc mà đề bài đã cho. Vậy, để tính những góc đó, chúng ta sẽ sử dụng hai mối quan hệ ở bài trước mà chúng ta đã được học. Đó là hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, hai góc kề bù thì có tổng bằng 180 độ để chúng ta tính. Và các em cùng quan sát lời giải sau. Ta có góc A2 bằng góc A4 bằng 40 độ thì đối đỉnh. Lại có góc A1 cộng góc A4 bằng 180 độ thì kề bù. Thay số vào, ta sẽ tính được góc A1 bằng 140 độ. Ta lại có góc A3 bằng góc A1 bằng 140 độ vì là cặp góc đối đỉnh. Như vậy, chúng ta đã tính được ba góc còn lại ở đỉnh A. Tương tự, tính như trên, chúng ta cũng sẽ tính được ba góc còn lại ở đỉnh B. Và từ kết quả đó, chúng ta rút ra được nhận xét như sau. Có nghĩa là các cặp góc đồng vị là góc A1 sẽ bằng góc B1, góc A2 bằng góc B2, góc A3 bằng góc B3, góc A4 sẽ bằng góc B4. Và cặp góc so le trong còn lại cũng sẽ bằng nhau là góc A3 bằng góc B1. Có nghĩa là khi một đường thẳng cắt hai đường thẳng mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì những cặp góc đồng vị và cặp góc so le trong còn lại cũng sẽ bằng nhau. Đó cũng chính là nội dung của tính chất ở trong sách giáo khoa trang 89. Các em cùng nghiên cứu phần này ở trong sách giáo khoa. Vận dụng kiến thức của phần 1 5 mã, chúng ta cùng chuyển qua phần tiếp theo, 2 5 mã, hai đường thẳng song song. Trước tiên cô nhắc lại phần kiến thức của lớp 6. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung. Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song. Các em nhìn lên hình vẽ để hình dung. Vậy có những cách nào để chúng ta biết được hay chứng minh được hai đường thẳng song song? Các em cùng qua phần 2 nhỏ. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Ta thừa nhận tính chất sau. Nếu đường thẳng C cắt hai đường thẳng A, B và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau thì A và B song song với nhau. Ký hiệu như trên. Qua tính chất trên, cô có hai cách chứng minh hai đường thẳng song song như sau. Cách 1. Cách 2. Các em cùng ghi nhớ hai cách trình bày này nhé. Vận dụng kiến thức vừa học,
Các em hãy làm ví dụ 3 sau đây. Các em hãy dừng lại, đọc kỹ ví dụ và cùng thực hiện. Ở đây trên hình vẽ chúng ta thấy góc A1 và góc B2 là hai góc bằng nhau ở vị trí so le trong. Cho nên đối với bài này chúng ta sẽ chứng minh hai đường thẳng song song theo cách thứ nhất. Các em cùng đối chiếu với lời giải của cô. Ta có góc A1 bằng góc B2 mà hai góc này ở vị trí so le trong, suy ra đường thẳng A song song với đường thẳng B theo dấu hiệu nhận biết. Rất đơn giản phải không các em? Chúng ta cùng qua ví dụ 4 nhé. Các em hãy ngưng lại, đọc kỹ ví dụ và cùng thực hiện theo yêu cầu. Sau đó đối chiếu với kết quả của cô. Và đây là đáp án của cô. Ở đây chúng ta thấy có 3 điều kiện được chọn. Thứ nhất, góc A1 bằng góc B3 vì góc A1 và góc B3 là hai góc ở vị trí đồng vị bằng nhau. Góc A3 bằng góc B1 vì hai góc này cũng ở vị trí đồng vị và bằng nhau. Góc B3 bằng góc A3 vì hai góc này ở vị trí so le trong và bằng nhau. Còn góc A2 và góc B3 thì mặc dù bằng nhau nhưng nó không có mối quan hệ góc với nhau, cho nên điều kiện này chúng ta không chọn. Vừa rồi các em đã cùng cô củng cố lại bài qua một vài ví dụ. Nhưng tất cả những ví dụ trên đều là dạng bài cho sẵn hình vẽ. Điều này không phải lúc nào cũng có, mà quan trọng các em phải biết vẽ lại hình theo yêu cầu của đề bài thật chính xác. Đối với bài ngày hôm nay, cô yêu cầu các em phải nắm được cách vẽ hai đường thẳng song song. Thế làm cách nào để vẽ được hai đường thẳng song song và có bao nhiêu cách để thực hiện? Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy cùng chuẩn bị thước, theo dõi và làm theo nhé. Trong cuộc sống, chúng ta gặp rất nhiều những hình ảnh về hai đường thẳng song song. Sau đây, các em cùng giải lao và theo dõi một video thể hiện những hình ảnh của hai đường thẳng song song ở trong thực tế.
Qua bài học ngày hôm nay, các em cần phải nắm được 3 nội dung sau. Thứ nhất, nhận biết được các loại góc so le trong, đồng vị trong cùng phía khi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Thứ hai, nắm được dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Thứ ba, biết cách vẽ hai đường thẳng song song. Các em hãy coi lại lý thuyết và các ví dụ trong buổi học hôm nay, vận dụng làm các bài tập sau. Trước khi kết thúc buổi học ngày hôm nay, cô muốn nhắn nhủ với tất cả các em rằng chúng ta vẫn còn may mắn khi được ngồi ở đây học bài. Vì ngoài kia còn có rất nhiều bạn học sinh phải tạm gác lại việc học của mình để chiến đấu với những khó khăn trong cuộc sống hiện tại. Các em hãy trân trọng điều đó mà cố gắng học thật tốt. Cô mong các em luôn mạnh khỏe, lạc quan để tiếp tục con đường học tập của mình. Cô chào, tạm biệt các em. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 1. Chịu khó đừng đi chơi, 2. Khẩu trang đeo trắng rời, 3. Tạm xa nhau 2 mét, 4. Thành thật khai báo nha, 5. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Okay. Nhắc lại nè. 1. Chịu khó đừng đi chơi, 2. Khẩu trang đeo trắng rời, 3. Tạm xa nhau 2 mét, 4. Thành thật khai báo nha, 5. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Nhắc lại nè. 1. Chịu khó đừng đi chơi, 2. Khẩu trang đeo trắng rời, 3. Tạm xa nhau 2 mét, 4. Thành thật khai báo nha, quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K.